Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Trưa nay á thì Khánh tự nhiên Khánh thèm ăn khô. Đó, mà giờ mình không biết là mình ăn cái khô gì nữa, tại vì Khánh bị bệnh tụt huyết áp. Mà tụt huyết áp thì người ta kêu mình ăn mặn đúng không vậy hơn? Đó, mà không phải là Khánh nghe là bác sĩ mà là thật sự là ở trong người Khánh nó thiếu cái gì mặn mặn. Cho nên là hồi sáng mình đi chợ thì Khánh thấy người ta bán khô. Đó, rồi cái Khánh ghé vô Khánh coi thì khô này Khánh mới vừa mua. Đây là con khô khô cá đuối. Miếng vậy là 70 ngàn. Cá đuối này cá đuối dơi nè Khánh. Dơi hay gì à. Hơn. Thì bữa nay Khánh sẽ làm món cá đuối cháy tỏi ớt. Ăn thử thì ngon không? Nào tới giờ Khánh cũng chưa ăn lần nào, Khánh làm thử. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng thưởng thức nha. Mỡ này dị hương sắc ra Khánh thắng luôn nha. Dị hương sắc thằng Khánh. Mưa nữa rồi, chuẩn bị mưa nữa. Sáng giờ thì không có mưa. Mà giờ thì gió rồi chắc là hồi mưa tiếp tục rồi. Để mình làm riết chút nữa rủ Hùng Vy đó qua chơi. Không biết bữa nay nó có học nữa hay không? Có học buổi chiều hả? Có học buổi chiều đúng hả? Chắc vậy nó mau ra Khánh. Giờ Khánh ngâm cái khô này luôn. Khánh ngâm cho mì. Khô này thì hồi nãy cái anh chủ á, anh bán á, thì anh kêu Khánh ngâm vô nước khoảng chừng 10 phút. Đó, anh cho nó mềm ra rồi mình hả nướng cho nó ngon. Rồi chỉ mưa gió mạnh quá, gió mạnh thì cái gì hơn. Người ta bán ở chợ hết, người ta ở trong cái người ta ngồi, người ta sắt thì người ta bán luôn vậy. Ta rửa sạch, người sắt mà bán. Giờ người ta bán người ta sắt nhanh lắm gì hơn nha. Bị dao người ta là cắt thịt heo á, Khánh. Nó bén dữ lắm. Còn dao mình không có làm. Dị hương sắc mở xong rồi cái giờ Khánh thắng mở. Cái lò này nó chậm ngon mà có điểm nó méo méo. Nó bị méo méo cái lỗ này dị hương. Giờ Khánh thắng mở. Hôm qua thằng Quy á nó nói là Khánh ơi tự nhiên cái con thèm hú quẹ. Mà bữa nay thì không có nói cho nên là Khánh không có làm, để bữa khác có người gì Khánh làm. Bữa nay thì Khánh thèm cá đuối mà Khánh sẽ làm món này. Mở dị hương sắc hột lựu xong hết rồi, cắt kệ nó mau ra mở. Bây giờ Khánh để vào chảo, nó không có là lâu lắm. Thì nó mau ra mở thịt trong khe không rửa rồi nó xong. Cái này mình mở này
mình sắc nhanh gì thôi. Tại da mình lột cái da bé sắc nhanh. Có người thì tụng qua nước sôi lột sơ sơ cho nó săn lại, còn mình làm gì thì cũng được. Tại miếng mỡ nó mỏng nữa, cũng không có tạp dược. Mưa này hồi nãy thấy tưởng là mưa lớn chứ mưa sơ qua cái rồi giờ mưa lâm râm gì hơn. Mưa lớn quá ngồi về cũng được. Giờ Khánh cắt hành. Khánh ơi. Ơi. Sao em thấy chị có mua tỏi, chị có lột tỏi lại lột. Ờ tương phạm quay thật. Cái này tỏi này tỏi cô đơn. Cô đơn đó chị. Ừ, tỏi cô đơn. Sáng nó đi chợ nó mua mấy cái tỏi cô đơn. Tỏi này thì nó rất là thơm, rất là ngon và nó tiện lại, nó rất là tiện lợi. Nghĩa là khi mà mình lột một cái tỏi bình thường á thì mất khoảng 3 phút đi, nhưng mà khi mà mình lột một té tỏi này thì nó mất có khoảng 30 giây thôi. Và cái hạch nó rất là bự. Tương lột năm củ này đi hả? Ừ. Đó. Sao nó có tên là cô đơn gì? Tại nó có mình nó đó. Nó không có tép nào kế bên nữa hết, nó toàn do nó mình. Nó có mình đó. Còn thấy tỏi người ta không? Mỗi một cái củ tỏi là biết không biết bao nhiêu cái tép mà. Bởi tao mới kêu cô đơn á, này đâu có tép. Toàn do có mình nó à, cô đơn đó. Còn tỏi kia tép nhiều dữ lắm. Đúng à. Cái kia chắc cả 10 tép hay gì hơn. Cả 10 tép, nhỏ nhỏ nó khoảng 12 3. Thôi. Mở xong rồi. Giờ mình vớt cái cái gì hơn. Để mà nó nứt cái to quá. Mình sợ nứt gì to phỏng nhiều hơn chứ. Cái giờ phải lấy cái ghế đó nè. Để mình mới vớt được. Mở vừa tới không gì hơn. Vừa tới cái này mở tấm tươi ha. Rồi thắng rồi nó trong giờ nó trắng. Ngon, ngon lắm. Tí sắc nhỏ nhỏ vậy dễ ăn. Tỏi này là Khánh nó làm nhiều, làm nó có ớt á. Thì thiệt là ngon. Cái nó chọn với cơm ngon lắm. Nước cắm tỏi ớt thì tỏi ớt là lạc lạc á không? Làm chua chua lạc lạc á. Cái trộn với cơm tép á. Trộn cơm mình cũng ngon. Hồi đó vì hồi lâu rồi vì không có đồ ăn á Khánh. Cái gì hay cha mỡ với tép mỡ với nước mắm tỏi ớt ngon. Khánh khoái ăn nước mắm mỡ. Khánh hồi nhỏ không có gì ăn, với lại hồi nhỏ Khánh không khoái ăn đồ ăn. Bởi vì Khánh đẹp đó, không lớn. Mặn mặn bé béo với Khánh. Ngon lắm. Ngon béo mà ăn bát cơm chỉ sợ. Nhiều lần như hay ăn hết đó. Không có gì ăn được, lấy tép mỡ với mỡ cha ăn với nước mắm tỏi ớt. Cái giá này nó nhỏ, nó khó lắm vậy sợ. Hồi đó người ta ưa có thịt heo quay kho với nước dừa hết. Cái làm nước mắm tỏi ớt chàng ăn chung đó ngon dữ lắm. Thịt heo quay kho nước dừa à? Ăn với nước mắm tỏi ớt hay gì nữa? Ngon lắm. Kho lạc hay ngọt ngọt hả? Kho như kho rượu vậy hết. Chàng với tỏi ớt lại ngon. Khánh tiếp tục sánh sắc hành lá. Hành lá này một hồi nó Khánh làm cái nước sốt để chấm với bánh mì ăn cho ngon. Bữa nay thì Khánh lại tiệm bán bánh mì á. Gì hơn? Người ta còn có hai ổ bánh mì à, tại vì người ta bán buổi sáng người ta làm như đó cái hết rồi. Khánh mua có hai ổ. Trời mưa này mà ở nhà lá như nhà này là gì hơn. Mà ngủ một mình buổi trưa á, chắc ngủ tới ngày mai. Ngủ tới 5 giờ rồi, khỏi ăn cơm cũng ngon nữa. Chứ nghe cái tiếng nước mưa nó rớt xuống cái nhà gì hơn. Nó đã dễ ngủ lắm. Tắm nước không hả? Thầy có cái mền á. Chùm vô là ngủ tới thì nó trưa.
khô hồi nãy giờ thấm ngâm chắc cũng 20 phút rồi. Cũng mềm mềm rồi. Giờ Khánh đổ cái nước này ra. Rửa lại thêm cho nó sạch cái rồi cái mình chuẩn bị mình nướng là được rồi. Than cỡ này được hay gì hơn? Khánh chuẩn bị cái trà đâm tiêu với cái tấm thớt sẵn. Dì Hương lấy ra là Khánh đập. Thơm quá dì Hương ơi. Nó làm như nó cái này xích vô một chút. Có cái mùi thơm. Cái này có đuôi dời. Cái đó gì mà mắc ghê vậy Hương? 70 ngàn miếng vậy. 70 ngàn miếng hả anh? Hả? Mắc chứ. Cái đuối này không phải như cái đuối kia. Cái đuối này nó sao vậy hơn? Cái đuối dài nó gần nhiều hơn cái đuối kia đó. Là ngon hay dở? Cũng được chứ không bằng cái kia. Cái đuối thịt á, cái đuối đó mắc vậy đó. Hả? Ừ. Vậy là nó mềm lắm nè Khánh. Hả? Khánh biết cái này làm gì nữa không Khánh? Ăn gì hả? Ăn chua. Không phải nấu ăn chua. Nếu mà muốn luộc chặt cái dừa cũng để vô để miếng muối luộc cất dừa hả vậy hả? Ừ, luộc miếng dừa để vô miếng muối làm luộc. Ừ. Đó, để miếng muối để vô miếng đường tí đường nhé. Ừ. Luộc ngon lắm, nó mềm rất là mềm luôn á. Ừ. Gì ăn hoài gì ỏi nẻ nó mềm gì hơn nó mềm nè. Khánh lỡ anh làm gách Khánh kéo miếng cái mà nó gách nè nó mềm mình chắc hồi đó mình đập sơ sơ. Ừ. Không á không á. Cái này Khánh nắm gì vậy? Khánh kéo rồi nó gách này hơn. Ờ, rách đó à. Nghĩa là hồi nãy mình ngâm nước rồi nó ngon rồi. Ừ, giờ nó mềm rồi đó. Nấu nước dừa gì nấu hoài à. Cái đuối này nè. Dì Hương nấu gì? Một lần hả? Đó, một lần rẻ đó. Hả? Cái mua miếng vậy về cái luộc nước dừa. Ừ. Cái xé nhấp chanh đồ vô ngon lắm. Trộn. Ừ. Đường, chanh đồ vô ngon dữ lắm á Khánh. Ừ. Giờ mắc chứ lắm. Dạ, nấu vô ăn nổi rồi. Khói cay quá ha. Nó cay mắt quá. Ngon ghê không? Nó thơm mà nó mềm. Nó muốn rách luôn rồi. Cái mùi cái đuối nó hấp dẫn dễ sợ. Ừ. Còn cá đuối khai á, khó ăn lắm Khánh. Ăn khai ăn khai ngấy thấy khai ngấy luôn, ăn không được luôn Khánh. Chắc cái loại nó dễ hay gì hả? Tại cái loại, cái đuối khai người ta đâu có mua. Ừ. Bán cũng không được luôn. Rồi, cái miếng này chín cho dì Hương. Chút nữa đi con. Chút nữa hả? À, cho nó vàng vàng chút đó con. À, bề là được rồi nè. Ừ đó, được rồi đó. Còn bề dưới đó là xong. Tại vì mình ngâm nó mềm đó, chứ nếu mặn để cứng hả? Nó cứ ngắt luôn. Như khúc cày. Cày vậy cái đập ra có nó dàn 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 xé là hợp hả? Ừ. Cho nó dàn dàn vậy chắc được rồi nha. Tại vì mình ngâm rồi. Ừ. Rất là hấp dẫn. Rồi giờ Khánh để xuống cái tấm thớt này Khánh đập nè. Đổ này hơn. Đây là cái đùi của nó. Nhân này hâm rồi cái chỗ này là đúng không chị Hương? Ừ, đập. Đập càng mềm thì càng ngon. Ngon. Ừ, kê kê xích lại đây anh đập. Ngày... Cái này cũng làm như là con cá mực ha. Khánh. Ừ. Phải đập phải nhào thì nó mới dẻo. Xé cho nó dẻo cái hồi đặng mình lát nữa mình mình cháy lên nó gì hơn. Ừ. Cái nó thấm. Thấm nó thấm mấy cái đồ ướp gia vị của mình. Ừ.
Ủa Dì Hương ơi, như con cá đuối này nè, cái gan của nó đâu rồi Dì Hương? Nhưng mà như làm khô vậy nè, vậy cái gan cái đâu gan rồi? Của nó người ta lấy người ta bán thôi. Bán riêng hả? Bán riêng chứ người ta đâu có để chung cái này. Ừ. Ngon ghê không Khánh? Ngon. Đặt nhỏ 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 cho thật dữ luôn. Cái tơi ra này Dì Hương. Vậy á, xé mới ngon. Cái này Dì Hương nướng lại chút xíu này Dì Hương nha. Khánh cháy lại phải không? Dạ. Không cháy lại đâu, thôi gì cho nó dập dập cho được. Cho nó xé được à, xé cháy lại là nó cháy. Cái này cũng đừng nướng cho nó thơm. Nếu như mình đập á, cho nó xé ra làm gì mới ngon. Rồi gấp miếng dầm á. Để xếp xong xịt đất luôn khách. Rồi lấy Khánh đập đi Khánh. Ngon quá vậy được. Cái nào chưa thì mình muốn tép. Thơm quá chị, thơm luôn. Ai mà hảo cái món này là thấy gì là khỏi cần nghe mùi là đã chảy nước miếng. Đập gì gan hỏi cái mình mới xé tơi sơi cái gà hay gì xé thịt cơ mà giờ nó xốp rồi đó. Nó hấp cứng rồi chứ mình để hồi cũng ngắt Khánh. Không có dần được rồi hả tay. Khô này hồi nãy Khánh đặt ra mà công nhận nó tơi ra nó ngon thiệt luôn. Dì Hương, Dì Hương nói hồi nãy Dì Hương nói nó có sụn á mà sao hồi nãy Khánh thử miếng Khánh thấy nó ngon. Thấy nó không có sụn mà nó có thịt, hình như là sụn nó chín nó mềm luôn hay gì Dì Hương. Chín nó mềm, mình ngâm nước là nó mềm luôn hết. Chân nhẹ ha. Nó dẻo mà nó ngon. Cái này dễ ăn, làm gì ăn cũng được. Nó dễ 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 dễ. Hồi đó Khánh đâu có biết đâu, Khánh thèm cái Khánh mua gì mà Khánh đâu có biết là ngon, phải ngâm nước mới ngon. Cái Khánh để gì Khánh nướng ăn cứng cắt chi cay vậy mà nó khét luôn. Thì không biết làm cũng ăn thích lắm. Cái này cũng như khô mà khô, khô mực á. Đi luôn á. Thịt không nó, nóng mình phải dần nó hết. Vậy nó dẻo là mình xé dễ ăn, còn không giờ nó cứng ngắt luôn á. Ăn không có ngon lành hết. Mà nó cứng mình khó nhai lắm. Không có răng là khó ăn. Khánh gọi Quy rồi mà sao không thấy Quy nó qua gì. Quy lo ngủ rồi quá. Học dễ mệt hay vậy. Chắc không ngủ, mệt ngủ luôn, không hay Khánh gọi chứ. Ngủ mê thiệt. Ngủ vô lắm. Chỗ đó con ngủ mà. Giờ Khánh xé khô ra đó. Xong rồi cái Thảo sắc tỏi nè, ớt xong rồi. Bắt đầu Khánh vô thì Khánh rim. Rim tỏi ớt với tép mỡ. Ăn cho ngon thì là ngon một bữa. Cái này không bắt lửa. Giờ Khánh chuẩn bị làm cái nước để nước sốt để Khánh ngào. Khánh rim nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Cái nước sốt này thì Khánh làm đường nè, với nước mắm, với từng ớt thôi.
mình rim cho cái nước nó kẹo kẹo, nó sạch sạch cho ngon. Bắt lại miếng đi, vậy đi cái này đi. Tương ớt vô. Cho nó cay cay. Ở nhà mình có chanh không gì Hương? Có số hả? Ở nhà anh kiếm nó tắt cho. Ở nhà mình có tẩm gì lấy chanh biết sao? Sao giờ? Mà hỏi anh Dung thì chị Sáu là con chưa có điện nên chị không có lấy. Hồi chừng nó kêu gì đi gì không hay gì kịp. Thơm quá chừng luôn. Để con gà anh hái cái tắc vô. Tuy là nó không bự hung nhưng mà nó tới này thì mình đánh giá chắc nó cũng chua chua được. Hai tái đi. Cũng có nước này Dương. Lên lớn thì có nước à. Tái nhiều không hết. Ngặt nghèo cũng được hai tái gì mà. Vậy hai tái chua mấy màu rồi. Đâu đâu có nhiều đâu. Này gọi là những lúc ngặt nghèo nè. Vậy chứ không có, còn hơn mình nấu trồng không có. Giờ mà nó đi kiếm hai tới tắt khóc. Chạy giáp làm. Ôi cũng ra được mỗi cái gì hơn. Nhiều lắm á. Nhiều phải không? Vậy là dớt dữ lắm rồi đó. Thơm quá chừng luôn vậy hơn. Tương ớt với lại tắc, đường, nước mắm. Giờ Khánh bắt cái chảo này lên, Khánh chuẩn bị Khánh riêu. Cái tép mỡ này nè, lát nữa Khánh sẽ lấy tép mỡ này Khánh riêu chung vô luôn. Mình cho nó ngon. Nó giòn mà nó thơm. Còn cái hành lá này thì lát nữa Khánh sẽ làm cái nước để chấm với bánh mì cho ngon. Đây là tỏi, ớt. Vậy Khánh thả tỏi vô hay vậy? Tỏi, ớt, tỏi, ớt, tỏi, tỏi, ớt. Thì bây giờ Khánh chỉ lấy phân nửa tỏi này thôi. Phân nửa tỏi thì lát nữa Khánh sẽ... Thôi, lấy hết luôn đi. Chắc nữa không? Cái món này mình làm tỏi cho nhiều ăn cho nó ngon, nó thơm. Tỏi vàng này mình phải để ớt. Nãy thì Thảo sắc hai cái ớt luôn. Tỏi hơi dần dần thì Khánh để ớt vô cho nó cay cay. Cái này ăn cho nó cay cay cho nó ngon. Rồi. Bây giờ hả cái tỏi vô. Ủa tỏi tép mỡ chứ. Cái lợn. Cái này là tép mỡ cộng với tỏi với ớt cháy. Cái đó cộng tỏi là đều lên. Qua một bên. Rồi bây giờ Khánh tiếp tục đổ cái nước sốt hồi nãy Khánh mới vừa làm. Mình để lửa riêu ở dưới thôi cho nó ngon. Khánh
cũng làm cho cái nước sốt này nè nó sạch sạch, nó hơi kẹo kẹo lại. Mình để lửa liu riu thôi, mình để lửa lớn là nó khét liền chứ nó không ngon nữa. Không phức à. Cái nước sốt này thì mình làm miễn sao nó không mặn mà nó cũng ngọt vừa vừa, chua chua, cái cay, thơm thơm là được rồi. Rồi, cỡ này là được rồi. Giờ Khánh Trúc khô vô. Đây. Khánh Trúc khô vô rồi. Cái nước sốt Khánh làm gì là Khánh thấy được rồi nè. Mình đẩy qua đẩy lại mà nó không có. Mình tổng hết lên luôn. Còn miếng khô nãy chưa tận chưa xé giờ. Ngon quá chừng nào không. Cái món Khánh rim xong rồi, nhà Khánh để ra tô. Dương coi ngon không Dương? Ngon lắm. Vì nghe mùi thơm không? Khánh tiếp tục lấy cái chén hồi nãy Khánh làm nước sốt. Khánh làm thêm một cái nước sốt nữa là nước sốt hành. Thì ở trong đây Khánh để đường với hạt nêm thôi à. Chế vô đây một miếng nước nữa. Cái chảo này bắt lên giùm cô Khánh đi quý. Lấy cái chảo hồi nãy á, giờ Khánh làm thêm cái nước sốt để chấm với bánh mì. Dầu sôi vậy giờ Khánh để hành lá vô. Chế cái nước này vô, trong đây có đường có hạt nêm. Nước này mình chấm bánh mì cho cái bánh mì của mình nó đừng có bị khô, mình ăn nó dễ ăn cho nó ngon. Nướng cho nó nóng nóng rồi chút xíu cho ngon. Cái hồi tối ăn dục luôn ổ bánh mì. Bánh mì đó, bánh mì đặt ruột cái gì đó.
Ừ, sáng hôm Khánh mua mà còn có hai nhỏ rồi con. Con làm gì vậy Diêu ơi? Để cho nó sáng. Giận chứ con? Giận. Đổ hả anh? Ừ, mình ăn gần nửa đi con. Nửa gấp chứ con. Cái này nó không được. Khô cá đuối rim tỏi ớt xong hết rồi. Thì cái món này bình thường thì người ta hay ăn không, ăn để ngồi coi tình hình, ăn chơi. Còn mấy thì có mấy ông cũng nhâm nhi. Nhưng mà bữa nay thì Khánh ăn chơi, ăn chơi không thì nó cũng buồn buồn. Cho nên là Khánh mua thêm bánh mì về ăn, mà ăn bánh mì với cái này không thì nó lại khô khan quá, nên là Khánh làm luôn cái mỡ hành này để mình chấm cho ngon đó. Thì Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn với ở nhà Khánh nha. Không có bánh mì đặc cuộc. Cái này ăn sao á? Con ăn giống như ăn bánh mì. Giờ dì Hương ăn hay gì hơn? Ăn đại vô đi. Giờ mình ăn, muốn ăn sao mình ăn. Ăn sao là? Dồn cũng được. Còn không ấy thì mình cô Khánh thích ăn vậy. Nó dì Hương ăn hay dì Hương? Đây. Con bắt trước kìa. Bếp mở nè. Đây là khô nè. Rồi đây có cái muỗng nè. Mình múc cái nước mỡ hành lên, mình chan lên. Ăn thử coi làm sao. Ăn rồi nó giống khô không à? Ăn rồi nó giống khô. Ngon không Khánh? Ngon không? Ngon chứ. Ngon ăn thử đi. Ăn chơi mà ngon thiệt. Ăn chơi mà ngon thiệt. Nên chơi mà ăn thiệt con. Cái này miếng cái gì ngon quá. Ngon. Dì Hương chưa ăn khô mà. Này có ăn khô rồi, có ăn mỡ hành với cái súp ngọt. Bánh mì hả? Hả? Ăn khô. Ăn khô thử đi. Ăn vậy đủ ngon rồi. Ừ. Thường Quy nó nói là có tép mỡ với mỡ hành là ăn là ngon. Bây giờ Khánh bỏ tép mỡ với mỡ hành lên bánh mì ăn kiểu Quy thử rồi. Đây là tép mỡ rim tỏi ớt nè. Mình chan miếng mỡ hành lên. Vừa đặc ruột nè, rồi vừa giòn, rồi vừa dẻo. Ngon lắm gì không? Quỳ, ăn ai Quỳ? Đảo quá. À. Ao. Cho em mỡ hành đây. Đó, cho này đó. Cái nào cũng ngon tên á. Khô quá ăn cũng rất là ngon. Tại vì Khánh làm, Khánh thấy là ăn vừa ăn. Nó không có mặn. Nó vừa ăn. Ăn ngồi ngồi giờ mà ngon hả Khánh ha? Khánh nãy chắc món này chưa ai làm luôn. Chưa làm luôn. Khánh làm đại. Mình Khánh á, là Khánh tính mua bánh hỏi ăn chung với cái món này nè. Nhưng mà xuống chợ thì hết bánh hỏi rồi. Từ đâu rồi bánh hỏi hả? Khánh đi chợ hồi 8 giờ hết bánh hỏi rồi. Cho nên là thôi Khánh mua bánh mì ăn đỡ. Ngon quá. Bánh mì thì giờ nào cũng có hết. Ăn ngọt mà ăn vừa. Thơm. Và bánh mì ăn ngon ngon muốn hỏi. Ngon hỏi gặp có bánh hỏi ăn ngon bánh mì hơn bánh mì luôn á.
ngon lắm. Ngon gì hả? Nè nhầm lại làm đủ thứ món vậy. Cái món khô này nếu mà mình ăn không hết đó, thì mình để vô keo, cái mình để 2-3 ngày mình ăn cũng được luôn. Mình ăn không gì nào gì hơn. Còn mấy mình ăn mình uống với nước ngọt á cũng ngon lắm. Làm gì cũng ngon chứ thôi không ngon ha. Cái này dễ dẻo là ngon hết. Cháy tỏi nha. Ngon ha. Nó bị ồ dễ nhẹo luôn. Không chan gì hơn nè. Đây Quy, cô Khánh trai nha con nè. Cô Khánh ngồi đó, cô Khánh làm chủ trang. Chủ trang năm tâm đồng mỡ hành. Mỡ hành ngon quá. Có hồng bưa ông hay ông đi ông về không đi giờ giờ cửa bên sát luôn. Hai cả ông đi ông nổi luôn, mê mờ luôn đó. Nó hảo ơi cưng ăn sao nè, ăn đi ăn thử đi. Vì ăn sao nãy giờ thấy chắc chảy cũng chảy nước miếng lòng thầm rồi. Cái mì nó giòn quá chị. Anh chịu ăn bánh mì giòn gì không? Bánh mì dẻo rồi vậy chứ nó no lắm, nó màu ngán lắm. Mới là lò. Cái chấm nó ngọt hay vậy? Nó thơm. Ngọt ngọt mặn mặn thơm. Giống như mình chan bánh mì thịt vậy á. Sao nó còn mặn mặn ngọt ngọt ngon à. Cái món này ngon là nhờ cái dĩa mỡ hành này nè Dì Hương. Chứ không có gì ngọt ngọt thôi chứ không có. Bánh mì mình nó mềm. Bánh mì này ngon. Mình ăn xong mình cầm thì mình ăn luôn cũng được. Khi mà mình làm cái miếng khô của mình á, hồi nãy mình ngâm nước xong rồi cái mình mới nướng á, thì mình đập thăm nó rất là nó bung ra, nó bung thịt ra. Ăn thử hả? Ngon. Dạ ngon. Dạ. Nó the the mà nó ngọt ngọt cũng. Nó mềm đấy gì không? Giờ rút kinh nghiệm. Sao à? Mấy món mình ăn khô mình phải xé nhỏ ra nữa. Xé nhỏ ra nhà mới ngon, bự quá nha, nha không được. Tại không có bánh mì. Nhỏ. Lúc ăn mình nó thì bự được. Vì ăn nhỏ nó dễ nhai, bự làm biến nhai. Mà nó còn giòn ngon ghê á má. Mỡ này nó dẻo dễ dẻo. Cái này cũng ngon nữa Khánh, ngon mặn ngon. Nãy cô Khánh biết con tưởng cô Khánh làm gì không? Làm gì? Làm khô gan me. À hả? Cô Khánh ra bao tội quá. Cho nên là cô Khánh ăn đồ chua, cô Khánh không phái bằng thằng đồ hổng chua. Mình tưởng ăn me mà thấy cái này cũng y gan gan me luôn. Mà này ăn cũng ngon hơn khô gan me. Bánh mì vẫn còn giòn. Ngon quá.
cái tô khô này chứ mình ăn 2-3 ngày luôn đó ha. Như ba ăn từ sáng chiều mà chưa hết hả? Ừ. Gì hả? Ăn cá chú thư gà. Vừa ăn cơm mới ngủ, con mới đi học về con mới vừa ăn cơm luôn. Vừa ăn bánh mì nữa gì không? Từ đây bữa nay mình ăn món này mày mơi không biết ăn món gì nha. Mấy món này là món lặt vặt, món ăn chơi mà công nhận là ngon thiệt. Ngon. Cái này cũng cái nào cũng ngon hết á. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ like, chia sẻ và coi hết quảng cáo để ủng hộ cho Hương Diệm quê nha. Còn bây giờ thì cả nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.